Thủy Linh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 8, kính chúc quý vị khởi đầu tuần mới thật nhiều sức khỏe. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tuần đầu tiên của Harris Wands thu hút đám đồng khổng lồ và niềm vui, trong khi Cộng hòa cố gắng theo kịp. Trump xa lầy trong ảo tưởng, những cáo buộc kỳ quặc về đám đông ảo của Kamala Harris. Người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ tiến trình cải cách tòa tối cao pháp viện Thấy gì từ viện hồ sơ 271 trang về những điểm yếu g Vance của Trump bị Iran hack Đằng sau bức măng, những diễn biến sụt giảm của Trump Và nhiều tin khác nữa Một số suy nghĩ được chia sẻ sau một tuần lịch sử của Tim Wars xin chào mọi người, tôi là Tim Walz đây. Uh, Tuần này thật không bình thường, nhưng đó là một điều tốt. Ban đầu tôi đã bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng từ phó tổng thống, nhưng sau đó đã nhận được cuộc gọi đó và vinh dự được gia nhập liên danh cùng Kamala Harris để đưa đất nước chúng ta đi theo một hướng tuyệt vời. Sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi lên máy bay và bay tới Philadelphia, và họ nói với tôi rằng trong vòng một giờ nữa tôi sẽ sẽ phải phát biểu và sử dụng máy nhắc chữ, teleprompter, điều mà tôi chưa bao giờ làm trong đời, nên tôi khá sợ hãi. Nhưng những người ở Philadelphia đã ủng hộ tôi rất nhiều. Thật tuyệt vời, ở đó có rất nhiều năng lượng, rất nhiều sự tích cực, và sau đó tôi được chứng kiến Phó Tổng thống Harris truyền tải một thông điệp trăng đầy niềm vui thông điệp mà mọi người đều tham gia, rằng nền dân chủ sẽ mạnh mẽ khi mọi người đều được tham gia. Chúng tôi tiếp tục đến miền Tây Wisconsin, đến một cánh đồng mà cảm giác gần gũi như ở nhà với rất nhiều người. Đó là một niềm vui. Sau đó, chúng tôi đến Detroit, nói một chút về Motown, và rồi chứng kiến 15.000 người quyết định họ muốn đưa đất nước này đi theo một hướng mà mọi người đều có giá trị ở phoenix và las vegas cũng vậy đám đông kỷ lục đã tụ họp và họ tham gia cùng chúng tôi chỉ vì một lý do đơn giản họ yêu nền dân chủ và họ yêu đất nước này và như phó tổng thống harris nói họ tin tưởng vào lời hứa của nước mỹ chúng tôi chỉ mới bắt đầu nhưng mọi thứ đang tiến triển rất nhanh vì vậy, hãy theo dõi, tham gia và cố gắng nói chuyện với ai đó về tầm nhìn tích cực cho đất nước này mà tất cả chúng ta đều biết là có thể đạt được. Hẹn gặp lại các bạn trên hành trình phía trước. Kính thưa quý vị, tuần đầu tiên với hành trình vận động tranh cử của Đảng dân chủ là một cơ hội để cả hai ứng viên giới thiệu bản thân với cử tri, đặc biệt là những người độc lập và chưa quyết định. Những đám đông khổng lồ những lời hô hào vang dội và những cuộc trò chuyện đầy niềm vui và một số hành động phản ứng không mong đợi từ phía Cộng hòa. Đây là những chủ đề nổi bật trong chuyến đi vận động lớn đầu tiên của Phó Tổng thống Kamala Harris và người đồng hành tranh cử của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz. Cặp đôi mới của đảng Dân Chủ đã dùng dập di chuyển qua năm bàn chiến trường trong tuần qua trong một chuyến đi mang tên Hãy hiểu chúng tôi. Họ bắt đầu bằng một cuộc meeting sôi động ở Philadelphia vào thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi bà Harris công bố ông Wants là người đồng hành. Từ đó, họ tiến qua Wisconsin, Michigan, Arizona và Nevada. Các điểm dừng dự kiến tại Georgia và North Carolina đã bị hủy bỏ do cơn bão nhiệt đới Debbie. Chuyến đi là cách để cả hai ứng cử viên giới thiệu bản thân với cử tri, Đặc biệt là những cử tri độc lập và chưa quyết định tại các bang mà Đảng Dân chủ đang phải đối mặt với cuộc đua sát sao với ứng viên Cộng hòa Donald Trump và người đồng hành JD Vance. Đây cũng là cơ hội để Harris và Vance hiểu rõ hơn về nhau. Hàng ngàn người đã đổ về các cuộc meeting của Harris, một dấu hiệu cho thấy chiến dịch tranh cử đột phá của bà đã tạo ra động lực mới trong Đảng Dân chủ. Theo thống kê của chiến dịch, 12.000 người đã tham dự các cuộc meeting ở Philadelphia và Eau Claire, Wisconsin. Con số này là 15.000 ở khu vực Detroit và ở Glendale, Arizona. Tại Las Vegas vào thứ Bảy, hơn 12.000 người đã vào bên trong một đấu trường đại học trước khi các cơ quan tổ chức ngừng nhận thêm người vì nhiệt độ lên tới 109 độ F, khoảng 43 độ C, khiến nhiều người bị ngất xỉu khi chờ đợi bên ngoài để qua cổng an ninh. Chiến dịch cho biết khoảng 4.000 người vẫn còn đứng xếp hàng khi các lối vào bị đóng. Bởi Lance Jones, một cư dân Tucson, đã tham dự cuộc meeting ở Arizona, cảm giác như cán cân đã thay đổi với Harris và Walls. Ông dự đoán tiểu bang của mình sẽ chuyển từ đỏ sang tím rồi đến xanh. Những con số về đám đông đã làm phiền Trump. Những người thường xuyên thu hút hàng ngàn người tham gia các cuộc meeting. Thôi nào, đừng đùa chứ, ông nói tại một cuộc họp báo khi được hỏi về harris không ai có đám đông như tôi đâu tim Walsh, người ít được biết đến ngoài vùng trung tây đã gây ấn tượng với câu chuyện cá nhân và thông điệp về sự nỗ lực phục vụ không ngừng nghỉ harris waltz cùng nhau đưa ra những lời kêu gọi hành động mạnh mẽ hứa hẹn một chiến dịch đầy niềm vui và quyết tâm đồng thời đối đầu với những thách thức trực tiếp từ phía đối thủ Thưa quý vị, bà Harris đã cam kết loại bỏ thuế trên tiền tip cho người lao động trong ngành dịch vụ, phản ánh một đề xuất trước đó của Trump. Tại cuộc meeting ở Las Vegas, Harris nhấn mạnh việc tăng lương tối thiểu và loại bỏ thuế trên tiền tip sẽ là những ưu tiên khi bà trở thành tổng thống. Đề xuất này sẽ cần sự hỗ trợ từ quốc hội để ban hành luật, với mục tiêu bảo vệ người lao động khỏi việc bị lợi dụng chính sách này. Trump đã chỉ trích Harris vì cho rằng bà đánh cắp ý tưởng của ông. Trong khi một số nhân viên nhà hàng và những người ủng hộ cũng có phản ứng thờ ơ với đề xuất của Trump. Họ nói rằng họ thích tăng lương cơ bản hơn là xóa bỏ thuế đối với tiền tiếp. Ngoài ra, thời gian gần đây, MAGA liên tục tuyên bố rằng Kamala Harris không có ý tưởng gì về chính sách là một luận điệu sai lệch đặc biệt khi xem xét thực tế rằng harris đã đưa ra một loạt các đề xuất chính sách cụ thể và thực tế những đề xuất đó phản ánh sự quan tâm sâu sắc của bà đến các vấn đề xã hội kinh tế và công lý đồng thời khẳng định bà là một ứng viên có tầm nhìn rõ ràng và kế hoạch hành động cụ thể chúng ta có thể thấy như harris đã đưa ra kế hoạch mở rộng quyền tiếp cận nhà ở giá rẻ nó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình thu nhập thấp và giải quyết vấn đề vô gia cư đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố lớn. Đây là một bước đi quan trọng để bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận một nơi ở an toàn và ổn định. Đề xuất tăng lương tối thiểu của Harris là một trong những biện pháp quan trọng để giảm bất bình đẳng thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người lao động. Với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, lương tối thiểu hiện tại không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhiều gia đình. Chính sách nghị phép gia đình có lương và tín dụng thuế cho các gia đình lao động sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình khi họ phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp như sinh con hoặc chăm sóc người thân bị ốm. Nó cũng thể hiện cam kết của Harris trong việc hỗ trợ các gia đình lao động và bảo đảm họ có các điều kiện sống tốt hơn. Harris cam kết sẽ bảo đảm người giàu đóng góp một phần công bằng vào ngân sách quốc gia. Bằng cách cải cách hệ thống thuế, bà không chỉ giảm gánh nặng cho các gia đình trung lưu mà còn giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Với việc thúc đẩy cải cách luật súng, bao gồm lệnh cấm võ khí tấn công, kiểm tra lý lịch toàn diện và luật cơ đỏ, Harris thể hiện quyết tâm giảm thiểu bạo lực súng đạn và bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Việc mở rộng quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe thông qua đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng là một trong những ưu tiên của Harris, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, không phân biệt hoàn cảnh kinh tế. Đầu tư vào hạ tầng xanh tạo ra việc làm mới và thúc đẩy Hoa Kỳ dẫn đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đồng thời harris cũng chú trọng cải cách công lý nhấn mạnh vào việc xây dựng một hệ thống pháp lý công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người harris đặt ưu tiên cao trong việc bảo vệ quyền bỏ phiếu của mọi người dân đặc biệt là những nhóm người bị thiệt thòi ngoài ra việc thúc đẩy các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng sẽ giúp người dân không bị lừa đảo và bảo đảm họ được hưởng những quyền hợp pháp khôi phục án lệ Roe như một luật quốc gia và thúc đẩy quyền tự quyết của các bộ lạc là những chính sách quan trọng để bảo đảm quyền tự do cá nhân và quyền tự quyết của các cộng đồng thiểu số. Đề xuất giảm giá thuốc kê đơn sẽ giúp hàng triệu người Mỹ có thể tiếp cận được thuốc men với giá cả phải chăng. Đồng thời, Harris cũng nhấn mạnh vào việc ngăn chặn các hành vi đầu cơ giá cả bất hợp pháp từ các nhà cung cấp. Harris cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình ở Gaza và bảo vệ người dân khỏi những hành động bất công từ phía chủ nhà, như việc thu tiền thuê nhà bất công. Như vậy, với chỉ 20 ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Harris đã chứng tỏ bà là một ứng cử viên đầy năng lực với nhiều chính sách cụ thể và hợp thời. Bà sẽ tiếp tục đưa ra các kế hoạch chi tiết hơn trong các tuần tới trên đường đi vận động. Trong khi đó, Trump tiếp tục ám ảnh về quy mô đám đông vào Chủ nhật. Tuyên bố, những bức ảnh cho thấy đám đông khổng lồ bên ngoài cuộc meeting của chiến dịch Harris tại Detroit tuần qua là do công nghệ AI tạo ra và hoàn toàn không có thật. Có vẻ, ông đang trải qua một sự đứt gãy tâm lý khi tiếp tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và đầy hoang tưởng nhắm vào Harris. Trump, người bị Harris dẫn trước trong các cuộc thăm dò lớn, dường như đang vật lộn để đối phó với sức mạnh và sự nhiệt huyết đang bao quanh chiến dịch tranh cử của Harris. Hành động tố cáo mới nhất của Trump là dấu hiệu rõ ràng rằng ông đang ngày càng xa rời thực tế. Những cáo buộc vô căn cứ của Trump được truyền tải đến người ủng hộ qua mạng xã hội, nơi ông khẳng định rằng Harris đã gian lận bằng cách tạo ra đám đông kỹ thuật số tại cuộc meeting gần đây của bà ở Detroit nơi thu hút hơn 15.000 người ủng hộ nhiệt thành. Cụ thể, Trump đã viết, Có ai để ý thấy rằng Kamala đã gian lận ở sân bay không? Không có ai ở đó, và bà ấy đã dùng AI để tạo ra một đám đông giả mạo của những người được gọi là ủng hộ viên, nhưng họ không tồn tại. Trump đã viết như vậy và còn cho biết thêm rằng một nhân viên bảo trì đã tiết lộ chiêu trò đó cho ông. Ông tiếp tục khẳng định, bất chấp có nhiều bằng chứng video và hình ảnh trái ngược rằng Harris đang tạo ra những đám đông giả mạo tại tất cả các sự kiện, gọi đây là can thiệp bầu cử và yêu cầu bà bị loại bỏ khỏi chiến dịch tranh cử. Trump sau đó còn chia sẻ thêm một bức ảnh khác về đám đông vào ngày 7 tháng 8 từ xa và một lần nữa khẳng định đó là một đám đông giả. Thưa quý vị, thay vì tập trung vào thông điệp chính sách hay chiến lược tranh cử rõ ràng, Trump đã đi chệch hướng với những luận điệu kỳ quặc. Ví dụ gần đây nhất nữa là trong một cuộc họp báo tại Mar-a-Lago. Ông đã có một bài phát biểu kéo dài khoảng 90 phút khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng nắm bắt thực tế của ông. Thậm chí mới đây, đài NPR báo cáo rằng Trump đã nói dối ít nhất 162 lần trong sự kiện họp báo đó, với phần lớn thời gian tập trung vào viện hạ bệ Harris và kích thước đám đồng ấn tượng của bà. Nhận thấy chưa đủ, lần này là cáo buộc Harris tạo ra đám đông giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo AI, nhưng thay vì làm lung lay niềm tin của công chúng vào Harris, những hành động của Trump chỉ làm nổi bật sự tuyệt vọng và thiếu tự tin của ông. Đồng thời có vẻ như câu nói lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử lại đúng thêm lần nữa. Thay vì đối diện với thực tế rằng Harris đang thu hút sự quan tâm và lòng tin của hàng ngàn người dân Mỹ, Trump lại lựa chọn con đường quen thuộc bóp méo sự thật, tung ra những cáo buộc kỳ lạ để hạ bệ đối thủ. Thuyết âm mưu mà Trump ném ra về đám đông của Harris vừa vô lý, vừa thể hiện sự thiếu hiểu biết cơ bản về cách mà nhiếp ảnh hoạt động. Nói cách khác, Trump đã già, đã quá lạc hậu với công nghệ chụp ảnh ngày nay. Một nhiếp ảnh gia của Getty Image, người có mặt tại sự kiện, đã khẳng định với tờ Daily Beast rằng những bức ảnh chụp đám đông hoàn toàn là thật và chỉ rõ các yếu tố như ống kính zoom có thể khiến cho hình ảnh trông khác so với thực tế một chút, bác bỏ hoàn toàn những lời lẽ của Trump. Hành động của Trump là một sự xúc phạm đối với trí tuệ của công chúng và là bằng chứng rõ ràng về tâm lý hoài nghi và sự bất an của ông. Khi không còn khả năng thuyết phục cử tri bằng những chính sách rõ ràng và chiến lược cụ thể, Trump đã chọn cách bấm víu vào những thuyết âm mưu để kéo dài ảnh hưởng ông đang cố gắng định hình lại hình ảnh của phó tổng thống harris theo cách mà ông mong muốn nhưng chính sự tuyệt vọng và kỳ lạ trong hành động này lại đang phản chiếu sự suy yếu của chính ông trong khi trump lún sâu vào những thuyết âm mưu vô căn cứ harris lại đứng vững phớt lờ trước những lời cáo buộc kỳ quặc đó thay vì để những lời dối trá làm lu mờ chiến dịch bà đã dùng chính những sự tấn công này như một cơ hội để khẳng định sự lãnh đạo và năng lực của mình điều này càng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai chiến dịch một bên là sự tiêu cực và hoài nghi một bên là sự tự tin và sự thật lý giả tiểu nhân đo lòng quân tử câu nói phản ánh một sự thật đau lòng những người mang trong mình lòng ích kỷ nhỏ nhen thường không thể hiểu được những giá trị cao quý và chính trực của người khác trump trong nỗ lực kéo harris xuống ngăn tầm với mình đã tự lột trần sự đố kỵ và yếu kém của bản thân Thay vì chấp nhận sự thật và đối mặt, ông lại tiếp tục sử dụng những chiến thuật nhàm chán và hèn để tấn công đối thủ. Một hành động chỉ làm tăng thêm sự mỉa mai và sự coi khinh từ công chúng. Ngay cả khi Trump đang vùng vẫy, cố gắng mô tả sự ủng hộ chân chính của Harris như một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, đà phát triển của chiến dịch của bà vẫn tiếp tục tăng. Thực tế mà Trump không thể chấp nhận rất đơn giản. Kamala Harris đang chạm đến lòng người Mỹ theo cách mà ông không còn làm được. Và không một thuyết âm mưu nào có thể thay đổi sự thật đó. Một cuộc thăm dò mới từ USA Today cho thấy, người Mỹ đang tán thành mạnh mẽ việc cải cách tòa tối cao pháp viện theo hướng mà Tổng thống Biden đề xuất. Mặc dù sự ủng hộ đối với tòa án cao nhất này đang bị chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị, Kết quả thăm dò cho thấy có đến 76% người Mỹ ủng hộ việc áp dụng một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc đối với tòa. Đáng chú ý, bộ quy tắc này nhận được sự ủng hộ từ 70% cử tri Cộng hòa, 76% độc lập và 89% dân chủ. Thật không may, đa số người dân cho rằng tối cao pháp viện đang trở thành một công cụ chính trị. Mallory Newell, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề công chúng, nhận định. Khi được hỏi liệu các thẩm phán có đưa ra quyết định dựa trên pháp luật hay quan điểm chính trị của họ, có 65% cử tri dân chủ cho rằng chính trị là yếu tố chính bị chi phối, trong khi con số này ở người độc lập là 51% và ở Cộng Hòa chỉ là 26%. Ken Joabker, 67 tuổi, một cựu công nhân nhà máy giấy ở Wisconsin, người tham gia thăm dò, chia sẻ, Hiện tại, tôi không có thiện cảm với tối cao pháp viện. Không nên có các thẩm phán bảo thủ hay cấp tiến. Họ nên hành động theo pháp quyền. Tháng trước, đa số thẩm phán bảo thủ tại tòa đã trao cho Trump và các tổng thống tương lai quyền miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố vì các hành vi phạm tội khi đang tại chức. Sau phán quyết về quyền miễn trừ này, có đến 70% người Mỹ ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để khẳng định rằng không ai, kể cả tổng thống, đứng trên pháp luật trong đó 54% Cộng hòa, 72% người độc lập và 89% dân chủ tán thành. Một đa số nhỏ hơn 63% ủng hộ việc áp dụng giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho các thẩm phán tối cao pháp biển, những người hiện đang nắm giữ chức vụ suốt đời. Trong đó, chỉ 51% Cộng hòa, 61% người độc lập và một con số ấn tượng 83% dân chủ đồng ý, tức là phải có giới hạn nhiệm kỳ. Lễ dĩ nhiên, MAGA coi đề xuất cải cách của Tổng thống Biden về giới hạn nhiệm kỳ và áp dụng bộ quy tắc ứng xử sang buộc cho tối cao pháp viện là một mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ. Đó là theo quan điểm về nền dân chủ của MAGA. Chiến dịch Trump mới đây đã cáo buộc Iran thực hiện một cuộc tấn công mạng và rò rỉ thông tin vào cuối tuần vừa qua, một hồ sơ dài 271 trang về những điểm yếu của J.D. Vance đã bị phát tán tới ít nhất hai tổ chức báo chí. Bản báo cáo nội bộ, vốn được dùng để thẩm định Vance trong chiến dịch, đã được gửi tới tờ Politico và Washington Post từ một địa chỉ email aol.com, cùng với một tài liệu khác liên quan đến Marco Rubio, thượng nghị sĩ Florida, người không được Trump chọn làm liên danh. Có một điểm đáng lưu ý và đáng hoài nghi là vài giờ sau khi tờ Politico tiết lộ rằng họ đã nhận được những tài liệu này, chiến dịch Trump tuyên bố đã bị tấn công mạng, đồng thời cáo buộc Iran đứng sau vụ việc này. Phán ngôn viên của Trump nói với truyền thông, người Iran biết rằng tổng bí thư Trump sẽ chấm dứt triều đại khủng bố của họ giống như ông đã làm trong 4 năm đầu tiên tại bản Ống. Bất kỳ giới truyền thông nào tái xuất bản các tài liệu hoặc thông tin nội bộ này đều đang phục vụ cho kẻ thù của nước Mỹ và làm đúng những gì họ muốn. Người phát ngôn Trump tiếp tục cho biết, vào hôm thứ Sáu, một báo cáo mới từ Microsoft đã phát hiện rằng tin tặc Iran đã đột nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2024, trùng khớp với thời điểm tổng bí thư Trump chọn lựa ứng viên liên danh. Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ đương nhiệm chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công mạng mà chiến dịch Trump cáo buộc về Iran. Báo cáo của Microsoft được người phát ngôn trích dẫn cáo buộc một nhóm khác của Iran. Nhóm này liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã gửi một email lừa đảo vào tháng 6 tới một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống từ tài khoản email bị xâm nhập của một cố vấn cấp cao cũ báo cáo của microsoft cho rằng đây là một hình thức lừa đảo trực tuyến được gọi là phishing cụ thể email được gửi từ nhóm tin tặc chứa một liên kết trông có vẻ hợp pháp khi người nhận email nhấp vào liên kết này họ sẽ không được chuyển thẳng tới trang web chính thức mà thay vào đó trước tiên sẽ được đưa tới một tên miền do nhóm tin tặc kiểm soát Tên miền này có thể được thiết kế để thu thập thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm của người dùng, như thông tin đăng nhập trước khi chuyển tiếp họ tới trang web thật để tránh bị nghi ngờ. Trong tình huống cụ thể này, sau khi gửi email lừa đảo, nhóm tin tặc đã cố gắng sử dụng thông tin có được để đăng nhập vào tài khoản của một cựu ứng cử viên tổng thống, nhưng không thành công. Điều này cho thấy ý đồ của nhóm tin tặc không chỉ là thu thập thông tin mà còn có thể nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc thực hiện các hành động độc hại khác. Tờ Politico đã báo cáo rằng, vào ngày 22 tháng 7, họ bắt đầu nhận được email từ một tài khoản AOL chỉ được xác định bằng biệt danh Robert. Các email này chứa đựng thông tin độc quyền và các tài liệu nội bộ từ chiến dịch Trump. Một email chứa báo cáo dài 271 trang về Vance với tựa đề Các điểm yếu tiềm tàng. Biệt danh Robert đã nói với Politico rằng họ có nhiều tài liệu khác nhau, từ các tài liệu pháp lý và tòa án của Trump cho đến các cuộc thảo luận nội bộ của chiến dịch. Và khi được hỏi về cách họ có được những tài liệu này, Robert trả lời, tôi khuyên bạn không nên tò mò về nguồn gốc của chúng. Bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi này sẽ khiến tôi gặp rủi ro và cũng hạn chế bạn về mặt pháp lý trong việc xuất bản chúng. Đây không phải là lần đầu tiên Trump gặp phải sự cố này. Vào năm 2020, một hacker đã xâm nhập vào tài khoản X của ông chỉ bằng cách đoán mật khẩu. Maga 2020 chấm Ngoài ra, Trump còn được cho là đã trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát do Iran tổ chức, dẫn đến việc một người đàn ông Pakistan tên Asif Merchant có liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo, bị Bộ Tư pháp truy tố vào thứ tư tuần qua. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy một số điểm đáng nghi ngờ về cáo buộc của chiến dịch Trump trong sự kiện như vừa trình bày. Đầu tiên là các tài liệu bị so rỉ được gửi từ một địa chỉ email eol.com, không phải từ một nguồn chính thức hoặc dễ xác minh. Nó đặt ra câu hỏi về tính xác thực của các tài liệu và liệu thật sự có một cuộc tấn công mạng hay không, hoặc đây chỉ là một hành động cố ý từ bên trong để gây bất ổn hoặc thu hút sự chú ý. Tiếp đến là ngay sau khi thông tin bị so rỉ, chiến dịch Trump nhanh chóng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mà không cung cấp nhiều bằng chứng cụ thể. Tại sao chiến dịch Trump nắm bắt thông tin nhanh đến vậy? Liệu có phải là một hành động nhằm chuyển hướng sự chú ý hoặc tạo ra một câu chuyện chính trị nhằm đánh lạc hướng dư luận không? Thêm vào đó, báo cáo của Microsoft đề cập đến việc tin tặc Iran tấn công tài khoản của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử, nhưng không có thông tin rõ ràng về việc liệu các tài liệu bị rò rỉ có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công đó hay không. Điều đó tạo ra một lỗ hổng trong câu chuyện của chiến dịch Trump, khiến người ta tự hỏi liệu hai sự kiện này có thực sự liên quan hay không. Ngoài ra, báo cáo cho biết tin tặc đã không thành công trong việc đăng nhập vào tài khoản của một ứng cử viên tổng thống. Điều này khiến người ta nghi ngờ về động cơ thực sự của chiến dịch Trump khi công bố thông tin như vậy. Thưa quý thính giả, đừng để vẻ ngoài tự tin của ứng viên Trump đánh lừa bạn đó là nhận định nổi bật của giới quan sát trong thời gian gần đây những cố vấn thân cận của trump đang thực sự lo lắng trước những buổi xuất hiện công khai đầy lạc lối ác ý và thường không mấy ấn tượng kể từ sau vụ bắn bất thành họ đang khẩn cầu trump thay đổi và sử dụng kiểu bài phát biểu hợp thời hơn để định hình phó tổng thống harris là người theo chủ nghĩa cấp tiến và yếu đuối theo lời các cố vấn trump đồng thời họ cũng cầu mong ông chấm dứt thói quen tự phát ngẫu hứng một cách bừa bãi trump người từng như một ứng cử viên hàng đầu trong tiến trình tới hội nghị cộng hòa tháng trước đã nổi giận uất ức và vấp ngã cả trong đời sống cá nhân lẫn công chúng kể từ đó các cố vấn đang cảnh báo trump rằng harris sẽ gia tăng khoảng cách dẫn đầu của bà sau khi hội nghị đảng dân chủ kết thúc bắt đầu từ tuần này đặc biệt nếu họ không định nghĩa bà một cách rõ ràng và nhanh chóng sau đó chỉ một tuần sau hội nghị đã đến lễ lao động những nguồn tin từ phía cộng hòa gần gũi với trump tiến lộ trump nhận thức được cần phải tập trung vào thông điệp có thể dễ bị lạc lối và tự mãn nhưng đó là trump nên một kịch bản mới thường chỉ là sự mong mỏi viển vông một nguồn tin hàng đầu của cộng hòa chia sẻ trump đang vật lộn để vượt qua sự tức giận của mình những người thân cận khác với Trump cho biết ông sẽ không thay đổi. Vì vậy, họ đang tập trung không phải vào việc thay đổi ông, mà vào việc thiết nghi thông điệp để giành chiến thắng. Nguồn tin cho biết, nhưng Trump phải tự thuyết phục bản thân bỏ lại những thứ rác rưởi khác. Ba tuần sau khi Tổng thống Biden rời khỏi cuộc đua, không còn có vẻ như Trump có thể giành chiến thắng ở mọi tiểu bang chiến trường. Ông cũng không còn giữ lợi thế về quy mô đám đông và lòng nhiệt huyết của cử tri cứng cửa. Các cuộc thăm dò mới của New York Times và Siena College cho thấy, Harris đang dẫn trước 4 điểm trong số các cử tri tiềm năng ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, 50% so với 46% ở mỗi bang. Một sự thay đổi đáng kể, liên tục cân bằng hoặc dẫn đầu ở hầu hết các bang chiến trường. Tuần vừa qua, báo cáo của Cook Political đã điều chỉnh đánh giá về cuộc đua tại Georgia, Arizona và Nevada từ nghiêng về Cộng hòa sang cạnh tranh khốc liệt. Những bang này lại quay trở lại với Wisconsin, Michigan và Pennsylvania là 6 bang cạnh tranh cân bằng, trong khi North Carolina đang nghiêng về Cộng hòa. Amy Walter, nhà xuất bản và tổng biên tập, viết rằng cuộc bầu cử đã chuyển từ Trump sẽ thua thành một cuộc đua cạnh tranh hơn nhiều với đảng Dân Chủ đoàn kết và nhiệt tình và đảng Cộng Hòa đang trên đà thụt lùi. Ngoài bài phát biểu tại Mar-a-Lago, Maca chờ đợi một làn sóng quảng cáo mạnh mẽ từ Trump. Chiến dịch Trump và siêu phát lớn nhất hỗ trợ Trump đã chi gấp 4 lần số tiền quảng cáo trên truyền hình ở Georgia trong 2 tuần sau khi Tổng thống Biden rút lui so với cả năm 2024 cộng lại. Theo báo cáo của tờ Atlanta Journal-Constitution, vào cuối tuần qua, chiến dịch của Trump đã chi thêm 37 triệu đô cho quảng cáo mới, gần 2 phần 3 số tiền đó tại Georgia. Số tiền lớn nhất mà ông dành cho quảng cáo trên truyền hình trong một ngày duy nhất trong chu kỳ bầu cử này, theo dữ liệu từ công ty theo dõi Ad Impact. Một bài báo của New York Times vào cuối tuần qua, trong đó nói rằng Trump đã nhiều lần gọi Harris là đồ khốn nặng trong các cuộc nói chuyện riêng mô tả tâm trạng cấu kỉnh, nhỏ nhìn và sự ngoan cố không thay đổi của Trump. Trong số những tiết lộ có, tại một bữa tối vào ngày 2 tháng 8 ở Hamptons, các nhà tài trợ lo lắng hy vọng Trump sẽ báo hiệu rằng ông đang điều chỉnh lại sau một loạt những sai lầm nghiêm trọng. Thay vào đó, ông ta lại nhắc lại những tuyên bố ngăn chặn gian lận về bầu cử mà các cố vấn đã thúc giục ông nên bỏ qua. Và Trump đã nói về một bình luận phân biệt chủng tộc với Hiệp hội các nhà báo gia đen quốc gia, nơi ông đặt câu hỏi về danh tính của Harris. Tôi nghĩ tôi đã đúng. Trump đã khiến một trong những nhà tài trợ giàu có nhất, Miriam A. Johnson, quả phụ của trung sông bạc khét tiếng Sheldon Adelson, bất ngờ vào ngày 25 tháng 7 khi ông yêu cầu một trợ lý gửi một loạt tin nhắn giận dữ tới bà A. Johnson nhân danh Trump phân năng về những người đang điều hành siêu phát Preserve America của bà Adelson, nơi bà đang rót hàng triệu đô la để ủng hộ Trump. Và từ các sự kiện sau bước màn về Trump, nếu Trump thua cuộc, người ta có thể sẽ hiểu lý do tại sao. Và nội dung thời sự mà Thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.